Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các luật sư đã tập trung trình bày quan điểm bào chữa cho Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, và Trương Huệ Vân, cháu bà Lan nuôi từ nhỏ coi như con gái, cũng trong phần tranh tụng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã viết đơn gửi hội đồng xét xử về nguyện vọng khắc phục hậu quả cho chồng và cháu gái của mình. Chủ tọa sau khi nhận đơn đã công bố nội dung. Bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có đơn gửi hội đồng xét xử đề nghị dùng toàn bộ số tiền mà bị cáo Nguyễn Cao Trí 1.000 tỷ đồng và số tiền mà ông Tạo Hùng Quốc Việt tự nguyện nộp lại 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Huệ Vân. Theo luật sư bảo chữa cho Trương Huệ Vân, nếu nguyện vọng của bà Trương Mỹ Lan được hội đồng xét xử đồng ý, theo đó, bị cáo Trương Huệ Vân xem như đã khắc phục được 100% hậu quả do hành vi mà bị cáo gây ra. Luật sư này đề nghị Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử ghi nhận tình tiết mới vô cùng quan trọng này cho thân chủ và xem xét một cách toàn diện để thân chủ được hưởng mức án khoan hồng giảm nhẹ nhất có thể. Theo lời khai cũ, Dương Tấn trước, bà Lan luôn có một danh sách các dự án bất động sản đang thế chấp ngân hàng sau khi xem danh sách, nhận thấy chỉ có dự án Thanh Yến có đầy đủ hồ sơ pháp lý, có tiềm năng phát triển, nên ông trước thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan giá chuyển nhượng là 2.500 tỷ đồng. Bà Lan đề nghị ông trước không cần thanh toán tiền ngay mà chỉ cần lập hồ sơ vay SCB 3.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng để bà Lan sử dụng vào mục đích riêng. Bà Lan có trách nhiệm thanh toán toàn bộ gốc và lãi đối với số tiền 1.000 tỷ đồng này. Chính vì tin tưởng vào lời cam kết uy tín của bà Lan và thực sự mong muốn được nhận chuyển nhượng dự án để phát triển, nên ông trước mới đồng ý việc lập hồ sơ vay vốn tại SCB. Luật sư nhấn mạnh, ông trước không được hưởng lợi ích gì từ khoản vay 3.500 tỷ đồng nói trên vì bà Lan không thực hiện theo như cam kết ban đầu, không chuyển nhượng dự án cho ông trước và nhóm công ty tường Việt. Quá trình thực hiện khoản vay 3.500 tỷ đồng, ông trước đều bị động, dù có quan hệ đối tác nhưng đây là mối quan hệ không cân xứng. Mọi vấn đề đều làm theo chủ ý quyết định của bà Trương Mỹ Lan, luật sư nói. Luật sư cho biết công ty của bị cáo trước chuyên thi công các dự án bất động sản. Bị cáo có niềm đam mê trong lĩnh vực này nên nắm rõ các vấn đề về pháp lý. Quá trình thi công các dự án cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo giúp bà Lan gỡ được các nút thắt về pháp lý cho những dự án lớn hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ. Với một người hào sản như bà Lan thì việc bà cho bị cáo trước 1.500 tỷ đồng là điều dễ hiểu, như bà Lan đã từng cho rất nhiều người khác, luật sư nói. Về việc bà Lan sử dụng tiền rút từ SCB để cho trước, luật sư cho rằng cũng như rất nhiều những khoản vay khác mà bà Lan từng rút từ SCB ra để sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc này là sai phạm, có hệ thống từ trước tại SCB mà bản thân bị cáo trước không thể tác động được gì. Trong phần tự bào chữa, Dương Tấn Trước, 41 tuổi, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt, công ty Tường Việt cho biết đồng ý với nội dung luật sư bào chữa, vì đã nói đúng bản chất tinh thần của mình. Ông Dương Tấn Trước nói, trách nhiệm khắc phục của ông còn khoảng 600 tỷ đồng, nhưng các tài sản bị phong tỏa có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, nên xin hội đồng xét xử ghi nhận mình khắc phục 100% thiệt hại. Bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB, luật sư nói rằng dù có chức vụ ở SCB nhưng thực chất chỉ là người làm công ăn lương, không hưởng bất cứ lợi ích vật chất gì nếu không thực hiện theo chỉ đạo sẽ dễ dàng bị thay thế. Mặc dù đang là quyền tổng giám đốc, được hưởng mức lương 500 triệu đồng một tháng, nhưng nhận thức thấy công việc không phù hợp với quy định pháp luật nên Hoàng đã xin nghỉ việc. Tương tự, luật sư của bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB cho rằng, bị cáo Dũng chỉ làm công ăn lương. Bùi Anh Dũng được Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch SCB đã bỏ trốn, tiến cử với Trương Mỹ Lan vì là người hiền lành, không quậy phá. Bị cáo Bùi Anh Dũng chỉ là người thực hiện tiếp công việc của người tiền nhiệm, thiệt hại của Dũng gây ra rất thấp so với các bị cáo có vai trò chủ chốt trong SCB. Bị cáo Bùi Anh Dũng là người duy nhất trong vụ án ra tự thú, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng, chủ động từ khai số tiền 40 tỷ đồng được Trương Mỹ Lan cho, vì thế luật sư đề nghị hội đồng xét xử có một mức án nhẹ cho bị cáo. Bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét bối cảnh bị cáo phạm tội trong môi trường đặc biệt, ngân hàng nhà nước đang tái cơ cấu. Từ bào chữa, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bổ sung rằng SCB đã bị hút vào vòng xoáy của bị cáo Lan để tái cơ cấu trả nợ khiến SCB bị phụ thuộc hoàn toàn vào Trương Mỹ Lan. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn không đồng tình với luận tù của Viện Kiểm sát về việc các bị cáo phạm tội nhiều lần vì bản chất ngành ngân hàng thì chỉ lập đi lập lại hai dịch vụ là huy động và cho vay, nên chuyện lập lại hành vi là điều bình thường, đây là đặc thù ngành tài chính. Với nhận định của viện kiểm sát rằng bị cáo có trình độ có hiểu biết mà vẫn vi phạm pháp luật, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cũng không đồng tình vì có trình độ đại học mới làm được ngành này nên viện kiểm sát quy kết bị cáo là lợi dụng có trình độ là chưa phù hợp. Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân, luật sư nói không tranh luận về tội danh, song cho rằng mức án đề nghị với nữ bị cáo này là quá nghiêm khắc. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại mức án đối với bị cáo Vân. Theo luật sư, cần phân hóa rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bị cáo. Bị cáo Vân không làm việc trực tiếp với SCP nên không thể biết rõ các sai phạm liên quan và bị cáo Vân hoàn toàn tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cũng theo luật sư, bị cáo Vân được bà Trương Mỹ Lan nuôi ăn học từ nhỏ, gọi bị cáo Lan là mẹ nên bị cáo luôn nghe lời bị cáo Lan, bị cáo hoàn toàn lệ thuộc do đó đề nghị xem xét lại các tình tiết tăng nặng đề nghị đối với bị cáo. Theo luật sư năm 2021, Vạn Thịnh Phát mua lại công ty Lavifood, bị cáo Lan đã giao cho bị cáo Vân điều hành trực tiếp. Vân đã thuê bị cáo Nguyễn Phi Long làm tổng giám đốc. Công ty Lavifood là công ty có thật, chuyên sơ chế, chế biến rau củ. Bị cáo Vân chỉ tiếp nhận ý chí chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan rồi chỉ đạo lại cho Nguyễn Phi Long thực hiện. Bị cáo Vân không làm việc trực tiếp với SCB nên không thể biết rõ các sai phạm liên quan. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo. Bị cáo Vân đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tham gia nhiều hoạt động xã hội. Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Khi được hội đồng xét xử cho tự bào chữa bổ sung, bị cáo Vân trình bày bản thân thiếu hiểu biết pháp luật và xin hội đồng xét xử khoan hồng để sớm trở về. Bị cáo Vân cũng xin hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt cho hai bị cáo cấp dưới của mình là Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên. Trước đó tại phần xét hỏi của phiên tòa, khi trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân khai nhận bản thân biết bà Trương Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của SCB, thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo. Tuy nhiên, bị cáo Trương Huệ Vân nói với hội đồng xét xử rằng mình không ăn chia và không có quan hệ tài sản gì với bà Trương Mỹ Lan. Hành vi mà bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận theo cáo trạng là đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 5 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân rút tiền từ SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc hơn 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng. Do các khoản vay này có tài sản đảm bảo, nên xác định Trương Huệ Vân đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Dư nợ gốc từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 là hơn 2.809 tỷ đồng. Giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay hơn 1.720 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Sau hơn 10 ngày xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành luận tội đối với các bị cáo. Đối với Trương Mỹ Lan về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tòa tuyên buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật. Về xử lý vật chứng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để thi hành án cho các nghĩa vụ của trường Mỹ Lan. Đối với 1.169 bất động sản mà cơ quan điều tra đã kê biên, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật để thi hành các nghĩa vụ của trường Mỹ Lan về khắc phục hậu quả. Đối với các mã tài sản khác đang thế chấp tại SCB, đề nghị giao cho SCB xử lý thu hồi nợ. Nếu còn dư, thì chuyển cơ quan thi hành án để thi hành các nghĩa vụ của trường Mỹ Lan. Ngoài ra, thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, số tiền các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả trừ vào nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Dương Tấn Trước, cựu Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tường Việt, nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Dương Tấn Trước. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục tạm giữ tiền và duy trì kê biên các bất động sản của Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lan và Công ty Capella, để đảm bảo thi hành án. Bị cáo này bị xét xử về hành vi chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Đối với các tài sản thu giữ của các bị cáo khác, nếu không liên quan đến vụ án, đề nghị tuyên trả cho các bị cáo. Tiếp tục phiên xét xử, luật sư đã công bố các lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB, và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục 2 Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lời khai của các bị cáo mâu thuẫn, từ đó luật sư yêu cầu cần đánh giá lại chứng cứ khách quan trong từng lời khai của các bị cáo. Theo luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã thừa nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, chứng cứ chứng minh nguồn tiền bị cáo Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng sinh năm 1984 Trợ lý của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã qua đời, chuyển rồi rút đưa cho bị cáo Văn thì chỉ có lời khai duy nhất của Văn. Vì vậy, cần đánh giá thần trọng việc bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ. Ngoài ra, không thể xác nhận bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ cho bị cáo Nhàn. Trong khi đó, bị cáo Văn không bị truy tố hối tội đưa hối lộ. Liên quan đến số tiền đưa hối lộ, luật sư cho rằng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ là số tiền không nhỏ về khối lượng và số lượng tiền mặt. Số tiền này được chuyển từ SCB ở thành phố Hồ Chí Minh ra SCB ở Hà Nội, sau đó rút ra quy đổi đô la Mỹ đưa cho bà Nhàn. Quá trình điều tra cũng chưa chứng minh được ai là người chuyển tiền, rút tiền, quy đổi ra đô la Mỹ, đóng gói tiền vào thùng. Những người này làm theo chỉ đạo của ai? Có phải bị cáo Lan chỉ đạo không? Cần làm rõ để không lọt người, sót tội. Về hậu quả của vụ án, luật sư đề cập đến vai trò của bị cáo Lan trong mối quan hệ với ngân hàng SCB, bao gồm 3 điểm chính vận động các cổ đông cũ của ba ngân hàng đồng thuận hợp nhất thành công thành ngân hàng SCB, cho mượn tài sản 15.000 tỷ đồng để làm tài sản thế chấp, kêu gọi cổ đông nước ngoài. Do đó, luật sư nói rằng hoạt động điều hành là do Hội đồng Quản trị và lãnh đạo SCB chịu trách nhiệm, đồng thời mong Hội đồng xét xử ghi nhận công lao của bị cáo Lan trong việc phát triển ngân hàng SCB. Luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét việc bà Lan nỗ lực đưa những tài sản của mình để khắc phục hậu quả. Sau khi năm luật sư bảo chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan tự bào chữa bổ sung, nghẹn giọng, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nói tôi trong quá trình xét hỏi quanh co chối tội, đổ tội cho nhân viên cấp dưới khiến tôi vô cùng đau xót. Sau khi bị bắt, tôi biết có thêm hơn 50 người nguyên là cán bộ SCB cũng bị bắt. Tôi cảm thấy mình có một phần trách nhiệm vì các cán bộ ở SCB họ vô tình vi phạm quy định tôi đã làm đơn tình nguyện nhận một phần trách nhiệm chịu tội cùng nhân viên SCB tôi không quanh co bà Lan trình bày thêm trong thời gian ở trại tạm giam trái tim tôi dỉ máu chăn trở làm sao để cho người mang tiền vào SCB bà Lan cho hay bà đề nghị được tại ngoại để làm việc với tỷ phú nước ngoài để họ mang tiền vào SCB nhưng không được xem xét Thông qua luật sư, con tôi nhắn họ hứa trong tháng 1 năm 2023, một tập đoàn tài chính thế giới sẽ vào nhưng với điều kiện phải gặp tôi để tôi bảo lãnh và gặp cả lãnh đạo SCB cũ và mới. Trước trình bày của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết, nếu có một tỷ phú hay tập đoàn tài chính nào đó muốn mang tiền cho SCB, thì hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện gặp bị cáo ngay tại trại giam, tạo điều kiện hết sức. Nghe chủ tọa thông báo bà Lan tiếp tục phân trần, tôi trình bày để hội đồng xét xử hiểu, dù ở cảnh khổ tôi vẫn cố gắng, vẫn lo cho SCB. Bị cáo cũng nói, thời điểm trước khi bà bị bắt SCB vẫn rất tốt, tương lai rất sáng sủa vì có tỷ phú nước ngoài chuẩn bị rót tiền vào. Bà Lan tiếp tục trình bày, hội đồng xét xử xem xét thật kỹ, không phải do chúng tôi làm dở nên SCB đổ bể, mà do tôi bị bắt, tôi không làm người dân thiếu niềm tin. Cạnh đó, bị cáo này khẳng định tên của bà và tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa bao giờ liên quan đến SCB. Bà Lan đặt câu hỏi, căn cứ vào cái gì mà buộc bà tội chiếm đoạt tài sản? Trần Thị Mỹ Dung nói một đến 2 năm cho tôi vay mấy trăm nghìn tỷ, cho phép tôi làm rõ vì số tiền tôi bị buộc chiếm đoạt hơn 260 nghìn tỷ thì trong 2 năm đó, tiền đâu mà SCB cho tôi vay? Bà Lan cũng mong hội đồng xét xử xem xét mối quan hệ của Vạn Thịnh Phát và SCB. Bà khẳng định Vạn Thịnh Phát không có người đại diện làm việc ở SCB. Về việc định giá các tài sản thế chấp, theo bà Lan, thời điểm trước khi bà bị bắt, trị giá tài sản rất lớn nhưng lại áp dụng định giá vào thời điểm năm 2023. Sau khi bà bị bắt, lúc đó giá trị giảm tới 40% ngoài ra bà lan đề nghị hội đồng xét xử cho bà xem bản thực thu thực chi của scb từ thời điểm bà bị bắt tới nay và báo cáo tài chính trước khi bà bị bắt khẽ gạt nước mắt bị cáo trương mỹ lan xem xét kỹ về số liệu số tiền buộc bà chiếm đoạt theo bà lan việc buộc tội bà chiếm đoạt số tiền lớn đã ảnh hưởng tới tinh thần con cái gia đình bà gia đình tôi quá khổ cá nhân tôi ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe về số tiền trước đây bà đã nộp là của mẹ bà, bị cáo đề nghị chuyển vào tài khoản của Trương Huệ Vân để Huệ Vân nộp khắc phục hậu quả. Bà Lan cũng xin được giải tỏa tòa nhà ở 19 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Lan, đây là căn nhà mà mẹ bà mua cho con gái bà, sau này cho SCB thuê lại để lấy tiền trùng tu căn nhà cổ ở 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lan nói, tôi đề nghị SCB trả tiền thuê nhà cho con tôi. Hơn một năm nay, SCB không chịu trả tiền thuê nhà cho con tôi. Con tôi rất bế tắc. Các luật sư bảo chữa cho rằng hành vi của bà Trương Mỹ Lan không cấu thành tội tham ô. Đồng quan điểm với luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cũng cho rằng hành vi của bà Lan ở hai giai đoạn như cáo trạng truy tố đều là hành vi chỉ đạo lập khống hồ sơ vay vốn, nhưng lại bị truy tố hai tội danh khác nhau là không phù hợp cũng theo luật sư, việc suy diễn vì nắm cổ phần chi phối nên bà Trương Mỹ Lan có quyền lực chi phối, chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB là không có căn cứ và không phù hợp với quy định pháp luật. Ông Thiệp nói lý do bà Lan không thể chi phối SCB bởi bộ máy và những người điều hành SCB phải được ngân hàng nhà nước phê duyệt. Về tội tham ô tài sản, luật sư Thiệp cho hay, theo điều 353 Bộ luật hình sự quy định người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác có hưởng lương hoặc không hưởng lương được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Trong khi đó, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và cáo trạng cũng xác định bị cáo Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ trong ngân hàng SCB. Vì vậy, theo luật sư Thiệp, bị cáo Trương Mỹ Lan không phải là người quản lý, điều hành SCB. Vì vậy, tài sản của SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan hoàn toàn không có trách nhiệm quản lý, nếu có căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt tiền của SCB, cũng không thể coi đó là dấu hiệu trong cấu thành tội tham ô tài sản. Đồng quan điểm, luật sư Trương Thanh Đức đề nghị hội đồng xét xử xác định lại về giá trị tài sản để đánh giá về mức độ thiệt hại. Luật sư đặt câu hỏi về việc bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng bao nhiêu tiền trong tổng số nợ gốc và lãi, mà lại phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ 93% số tiền đó, nhất là tiền lãi. Đây là một điểm khác biệt do xuất hiện con số 93% không có trong bất kỳ vụ án nào, nên cần phải hết sức lưu tâm xem xét một cách thỏa đáng. Cùng bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng ngày 3 tháng 1 năm 2023, ngân hàng SCB ký hợp đồng thuê công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Hoàng Quân thực hiện định giá tài sản của SCB. Theo luật sư Thanh Mục đích của việc thẩm định giá là để xác định giá trị thị trường của các tài sản tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2022. Chứng thư được thẩm định là nhằm phục vụ công tác giả soát, đánh giá thực trạng tài chính của ngân hàng SCB. Tuy nhiên ở đây, các chứng thư thẩm định giá lại được sử dụng như kết luận giám định trong tố tụng hình sự để đánh giá thiệt hại của SCB. Điều này khác hoàn toàn với mục đích ghi trong chứng thư. Để có thể xác định hành vi của bà Trương Mỹ Lan có gây thiệt hại cho SCB hay không, có chiếm đoạt tiền của SCB hay không thì phải trưng cầu cơ quan chuyên môn thực hiện việc giám định. Chứng thư thẩm định giá của công ty Hoàng Quân không thể thay thế kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, luật sư lập luận. Cũng theo luật sư, cáo trạng quy kết tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại 194.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Số tiền này chưa trừ đi hơn 74.300 tỷ đồng mà công ty Hoàng Quân đã định giá 206 mã tài sản cũng như giá trị của 440 mã tài sản chưa được định giá. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan bị bắt ngày 6 tháng 10 năm 2022, do đó những khoản phát sinh từ ngày 7 tháng 10 năm 2022 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 không thể buộc bà Lan phải chịu trách nhiệm. Luật sư Thanh nhận định chính vì số tiền thiệt hại chiếm đoạt trong vụ án này không được trưng cầu và kết luận giám định theo đúng pháp luật tố tụng hình sự nên số liệu còn nhiều bất cập, dẫn đến khả năng SCB không bị thiệt hại bị chiếm đoạt nhiều như cáo trạng xác định. Đối với tội tham ô tài sản, luật sư Phan Trung Hoài cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh ba là chủ thể đặc biệt là người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt về số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của scb luật sư hoài nêu căn cứ vào lời khai của bà lan về nguồn tiền các dự án mà scb đã mượn của gia đình bà lan và bạn bè đi cơ cấu nợ trước và trả chậm sau cũng theo luật sư hoài bà lan đã phải trả thay cho scb để giữ uy tín cho bản thân hiện bà lan vẫn còn nợ rất nhiều mà tất cả các dự án thì scb quản lý hết cho nên khoản tiền gần 109.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ mà Bùi Văn Dũng, tài xế của Bà Lan, vận chuyển từ SCB về 127 Pasteur, thực chất là tiền của Bà Lan rút ra để thay SCB trả nợ cho các dự án bất động sản và cổ phần mà SCB đã mượn trước đó.